được chọn làm người tham gia siêu thử thách 3 ngày không nghỉ này cùng với xe Yamaha Grande hoàn toàn mới, thì mình có cảm giác rất là phấn khích. Với chiếc xe Yamaha Grande hoàn toàn mới này, nó sẽ được tích hợp động cơ Vuco cùng với hệ thống hybrid để giúp cho xe vận hành êm ái cũng như là tăng tốc mạnh mẽ nhanh chóng và tiết kiệm nhiên liệu. Với sự tin tưởng của mình và nhãn hàng thì mình tin chắc rằng sự kiện sẽ được thành công tốt đẹp. Các bạn cùng theo dõi hành trình 3 ngày tiếp theo nhé. Đối với mình thì động cơ của Yamaha Grande mới này rất là bền, êm và mượt khi mà mình bật ga hoặc là nhích ga. Ngay cả khi chạy trong thành phố đông đúc như Hồ Chí Minh thì xe vẫn chạy và tăng tốc rất là nhẹ. Chính thức xác lập 2 kỷ lục Việt Nam. Xe Grande chạy liên tục lâu nhất không nghỉ 3 ngày 3 đêm. Và xe Grande chạy liên tục xa nhất không nghỉ 1.459 km.